Xin chào cả nhà. Hôm nay mình toàn chia sẻ với cả nhà một cái video về vấn đề là lưu thông huyết bên trong cơ thể của bạn thông qua những cái vấn đề bài tập về giãn cơ. Bạn biết không là trong cái liệu pháp tự chữa lành thì liệu pháp oxy là một liệu pháp vô cùng có ý nghĩa quan trọng đối với bệnh nhân ung thư, bệnh nhân có những dấu hiệu đặc biệt. Khi mà bệnh nhân ung thư, đặc biệt là ung thư phổi, sử dụng liệu pháp oxy thường xuyên là có khả năng đẩy lùi tế bào ung thư nhanh nhất có thể, chưa có một liệu pháp nào nhanh bằng. Như vậy thì đối với bạn mà bạn chưa có điều kiện để chuẩn bị một cái máy oxy để các bạn hít oxy mỗi ngày để cho dễ ngủ hơn, để cho bạn bớt đau hơn, thì bạn làm như thế nào? Hãy vận động, hãy di chuyển. Hãy làm cho cơ thể của bạn không có ngồi yên một chỗ và hãy đung đưa, hãy di chuyển nó. Đó là một cách để bạn tăng cái lượng oxy bên trong cơ thể của bạn. Nếu bạn đã xem những một vài cái video khác của mình về cái việc oxy, oxy giúp cho bạn cân bằng bên trong cơ thể, nó giảm thiểu đẩy ra những cái chất oxy hóa bên trong cơ thể của bạn và làm cho các bạn, tế bào của bạn được khỏe hơn, bạn được khỏe hơn. Nếu bạn là người bình thường thì bạn sẽ trẻ hơn, còn đối với bạn là người bệnh thì sớm hết bệnh hơn. Đó. Thì trong cái video này Mita sẽ giới thiệu các bạn những cái bài tập về giãn cơ. Bạn hãy thực hiện cái bài tập này ngày 2 lần nếu bạn là người mắc bệnh. Còn nếu không thì bạn cứ duy trì ngày 2 lần. Đó là cách tốt nhất để cho bạn thúc đẩy tất cả máu huyết trong cơ thể của bạn nó được hoạt động, nó được thể dục, nó được nhận được oxy đầy đủ. Đó. Thì khi mà bạn làm nóng cơ thể, ngoài những cái phương pháp, tất cả những phương pháp mình gợi ý cho các bạn, luôn luôn có một cái phương pháp là thúc đẩy cái tế bào của bạn nó hoạt động, thúc đẩy cái tế bào của bạn nó đung đưa, nó di chuyển bên trong, nó không thể nào nó đứng im một chỗ được, Đối với những bạn bị ung thư thì càng làm điều này càng nhiều càng tốt, để cho những cái hạch nó cũng được hoạt động và nó được co lại, nó được nhỏ ra, nó được đẩy ra ngoài. Tế bào ung thư cũng như thế, và tất cả những căn bệnh khác đều có một cái quy trình tương tự, có một cái chuyển hóa tương tự bên trong tế bào, có hoạt động tế bào của bạn nó giống nhau hết, nó không có khác gì đâu. Thì những cái bài tập của mình này nó khoảng mười mấy bài tập giãn cơ ấy, mà lát nữa mình sẽ ra ngoài kia mình sẽ quay, xong rồi mình ghép vô đây rồi để chia sẻ cho các bạn.
các bạn luôn luôn khỏe mạnh. Chúc các bạn biết cách kích hoạt từng tế bào của các bạn hoạt động sống. Từng tế bào của các động nó thực hiện đúng cái chức năng của nó nhận đúng tín hiệu của tế bào, tham gia những chuyển hóa đầy đủ, và nó thực hiện chức năng sửa sai, chức năng làm lành, và giúp bạn mỗi ngày một khỏe hơn. Đừng có bỏ qua nhé, đừng có bỏ qua. Trong cái video này mình cũng muốn dành tặng cho một số bệnh nhân của bạn. Các bạn hơi thắc mắc, các bạn hay không biết làm thế nào khi mình đưa vào trong cái liệu pháp là giãn cơ. Giãn cơ thì không biết làm ra sao để cho nó đúng, thì đây là một cái video tham khảo để các bạn có thể học theo. Nhớ ngày 2 lần nhé, sáng 1 lần và tối 1 lần là tốt nhất. Bye bye.